Bố ơi, cuối cùng con nhận được bằng lái xe rồi. Bố ơi, cuối cùng con nhận được bằng lái xe rồi. Vậy à, bố sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô mới. Vậy à, bố sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô mới. Chồng à, không được, tai nạn thì làm sao? Chồng à, không được, tai nạn thì làm sao?